Thưa quý vị, với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại các đô thị và đặc biệt thủ đô Hà Nội trong những năm vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức đưa vào sử dụng 23 hầm đường đi bộ với chi phí xây dựng hàng chục tỷ đồng. Mặc dù được đầu tư nhiều nhưng nhiều hầm đi bộ vẫn rất ít người sử dụng, chỉ có điểm khoảng lác đác một vài người. Đáng nói là một số nơi đã biến thành điểm tiêm trích của các đối tượng nghiện hút. Ghi nhận của phóng viên. 10 giờ sáng tại khu vực hầm bộ hành nút giao Đại Cổ Việt, xã Đàn. Không biết từ khi nào, nơi đây lại trở thành địa điểm lý tưởng cho các đối tượng nghiện hút. Những chiếc xi lanh bơm đầy ma túy, việc tiêm trích ngang nhiên diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật. Thấy nó vắng vẻ, thì mình đi thì mình cũng thấy là nó trong tâm trí nó cũng không được ổn định lắm. Ví dụ như là đi đường hầm bộ thì cũng phải ngó trước ngó sau xong rồi là mới xuống mới đi. Hầm đường bộ vốn được thành phố đầu tư xây dựng với nhiều tỷ đồng với mục tiêu giảm thiểu tối đa tai nạn cho người đi bộ khi băng qua đường. Tại những nút giao thông lớn, một hành lang an toàn ngầm dưới lòng đất là cần thiết. Nhưng việc tổ chức hướng dẫn dưới những tuyến đường hầm này đang còn nhiều bất cập. Cho nhiều người tức là rất là khó nhận biết cái hướng đi, mà tức là muốn đi qua ngã ba ngã tư có khi lại đi lộn về vị trí ban đầu. Đấy, cho nên cái biển chỉ dẫn ấy, của nó là không được dễ hiểu cho lắm. Những bất cập, tệ nạn xã hội tại một số tuyến đường hầm cho người đi bộ là một trong những rào cản để người dân có thể tiếp cận và sử dụng. Nằm tách biệt, vắng vẻ, ở nơi mà ít người qua lại, tâm lý bất an mỗi khi quyết định đi qua những đoạn đường hầm này chính là nguyên nhân chúng ngày càng trở nên vắng vẻ. Mà đi xuống hầm ấy thì nó cũng có một cái nữa là cái việc bảo quản, giữ gìn an ninh trật tự ở hầm ấy thì nó đòi hỏi là tốn khá nhiều công sức về an ninh trật tự, cho nên là dẫn đến một cái tâm lý của mọi người sợ. Ngay bên dưới sự ồn ào tấp nập, trên mặt đường phố lại là một thế giới hoàn toàn khác. Sự vắng vẻ với những hành lang hun hút không một bóng người. Thực tế ở Hà Nội, cái hầm bộ hành thì cũng xây dựng nhưng mà ít người dùng. Nó có nhiều lý do khác nhau, nhưng chúng ta có thể thấy rằng thì một trong số lý do là thứ nhất là đứng về mặt văn hóa giao thông ấy, thì cũng nhiều người là không chấp hành trộn lớn, họ tiện nhiều hơn, thậm chí không những hầm đi bộ mà cả cầu cho người đi bộ. Tôi nghĩ rằng là trong tương lai gần là chúng ta không có khả năng để có thể vận hành được. Trong tương lai rất gần đây chúng ta không có khả năng để vận hành được. Vận hành bởi vì dân không đi, vì không an toàn, không sạch sẽ. Đấy, cho nên người ta không đi. Đấy. Cho nên là nếu mà những cái đường nào mà chúng ta hiện nay chúng ta làm các cửa xếp chúng ta khóa lại thì cũng là cái tiện lợi thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái chỗ nào mà cái nguy cơ chưa dùng đến trong phạm vi độ 10-20 năm thì chúng ta có mấy viên gạch chúng ta xây tịt lại, sau này khi cần thiết chúng ta lại đập ra. Tôi nghĩ rằng có vấn đề gì đâu. Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta cứ để cho những người hút hít rồi những nó đến là cái nơi trú ngụ của những cái đối tượng này kia thì chúng ta không nên để. Rõ ràng, việc xây dựng hầm bộ hành cần tính toán kỹ lưỡng, cần phân cấp công tác quản lý một cách hợp lý. Đưa hầm đường bộ vào khai thác không chỉ là hầm đi bộ đơn thuần, mà phải là nơi giao tiếp, thân thiện và an toàn với người sử dụng.